Rồi thầy mời bạn Khải Đoan này. Dạ. Khải Đoan. Bây giờ nhìn vào thì chúng ta chọn cái nào là làm cho cái H nó dương. Yeah. Dạ. Yeah. Thì kéo cái mình lò xuống. Chúng ta lấy cái đường đường nằm ngang. Thì chúng ta thấy cái phần nửa trên này này có phải là y nó dương không? Khải Đoan. Yeah, dạ đúng. Còn cái phần nửa dưới này chúng ta thấy y nó âm. Yeah. Vậy thì chúng ta xét trên cái đồ thị. Chúng ta xét đồ thị. Thì bất cứ cái điểm nào nằm trên cái đoạn từ đây đến đây. Đấy, thầy Tô vẽ nha. Từ đây đến đây. Thì khi chúng ta lấy cái điểm đó, chúng ta chiếu xuống cái trục này. Để chúng ta coi cái y nó là bao nhiêu đấy. Thì chúng ta thấy hoàn toàn là y nó âm. Và tương tự nó nằm trên cái đoạn cong này. Chúng ta chiếu xuống thì chúng ta cũng thấy nó âm. Như vậy chúng ta sẽ xác định được những cái dấu mốc này, x này, dấu mốc x này, dấu mốc x này, thì cho thầy biết rằng cái x từ đó đến đâu thì làm cho cái h này nó âm. Dạ, x từ Nó âm này. không đến bốn. Từ trừ 4, x từ âm 4 này cho đến 0. Thì chúng ta thấy thầy đồ cái này là màu vàng, là làm cho cái y nó âm nhá. Đấy, cái y nó âm này. Hoặc x từ đâu đến đâu? Từ mấy? Dạ, x từ 4 tháng Từ 4 trở đi, tức là x lớn 0. Thì chúng ta lấy hai cái khoảng này, hai cái interval, cái khoảng ngắt này á, là nó khiến cho y nó âm. Rồi bây giờ ngược lại, cái khoảng nào làm cho nó dương? Dạ. Có nhưng mà Khoảng nào? Y bén mấy đấy? dạ Chỗ này là ít bén mấy thì y nó dương đấy. bé hơn ông đúng không? Ít bé hơn âm 4 thì làm cho y nó dương. Còn cái chỗ này Dạ bé hơn bốn. ít lớn mấy, Dạ bé hơn bốn. có phải không? Ít lớn 4 hay hay là từ 0 cho đến 4? Không, à không, không đến bốn. Ít từ 0 cho đến 4 nha. Dạ. Thì chúng ta thấy là y nó dương. Vậy thì nếu mà x mà nó bằng trừ 4 ấy, thì chúng ta thấy là y nó bằng 0. Tại những cái mốc này, trừ 4, 0 và 4 là ba giá trị x này làm cho cái y nó bằng 0. Mà đề bài nó yêu cầu là dương thôi. Bây giờ trong các khoảng này mình sẽ chọn cái nào đây? Dạ bé hơn âm bốn chứ đó bé Bé hơn âm năm bốn 4, câu nào? câu câu A Câu A câu A là lớn hơn ạ. Dạ lớn hơn rồi. không có câu D không thầy, ở dưới có câu D Để thầy kéo xuống coi có câu đề không. Không có. không? Nếu chúng ta hiểu nó rồi thì chúng ta kiểm tra lại coi là người ta cho mình cái hàm này yêu cầu đi tìm nó, cái H nó dương. H nó dương thì chúng ta thấy nó chỉ là khoảng này này, hoặc là khoảng này, thì chúng ta thấy cái nào là phù hợp. Cái này thì là không được rồi, phải không? Rồi cái đó không được. Tiếp tục xem cái ở dưới coi. Trừ 2 đến 0 là chúng ta cũng thấy nó âm rồi. Từ 2 đến 3 thì sao? Thứ hai là Được dương không? về được Từ 2 đến 3 là cái đường cong chúng ta nằm đây này. Và chúng ta chiếu xuống thì chúng ta thấy là rõ ràng nó dương. Vậy là chúng ta chọn câu nào? cái câu C. Câu C. Mời bạn Quỳnh Giao. Rồi chúng ta hiểu vấn đề rồi thì chúng ta chọn cái nào là âm đây? Khoảng nào làm cho nó âm?
Khoảng nào? Dạ không? Dạ, từ 0 đến 1 chọn A ạ. Rồi, từ 0 đến 1, ít từ 0 đến 1 thì chúng ta thấy nó là cái đoạn này. Là chúng ta thấy nó âm. Rồi, đúng. Còn từ 2 đến 3 thì sao? Dạ, ít từ 2 đến 3 là... 2 đến 3, nó dương. Từ 2 đến 3 dương. Ít từ 3 đến 4, nó cũng dương luôn. Vậy thì chúng ta chỉ có câu A thôi. Rồi, chúng ta check câu A. Mời bạn Thanh Hà. Dạ. Dương. Positive. Chúng ta xét từng khoảng từ trừ 4 đến trừ 3, trừ 4, trừ 3. Dương không? Dạ, dương. Dương. Từ trừ 1 đến 0. Dạ, trừ 1 đến 0, bị âm. Từ 4 đến 5. Dạ, âm. Âm luôn. Vậy thì chúng ta chỉ có một câu thôi. Mời bạn Khánh Đoan. Khoảng nào làm cho F nó âm đây? Dạ, F âm mà thầy. Đó, negative này. Dạ là từ tới. Từ mấy? Từ con xíu. Dạ, trừ 4. Đến đâu? Tới trừ 2 là F nó âm. Rồi, ok. Rồi, thầy kiểm tra nhé. Ít bằng trừ 4 là y nằm đây này. Ít bằng trừ 2 nằm đây. Và chúng ta thấy cái y của nó là cái đoạn này chiếu xuống luôn luôn là nó âm. Nên bạn chọn A. Có thể kiểm tra lại cho các bạn. Rồi, cái này là thầy ôn lại một tí của buổi hôm trước. Để những bạn nào có nghỉ học, chúng ta cũng còn nắm được. Rồi, chúng ta xét cái khoảng tăng và khoảng giảm. Rồi, mời bạn Thủy Tiên. Chúng ta xem coi là cái ít nằm từ đâu đến đâu thì cái G này nó giảm. Yeah. Nào Tiên. Giảm. Yeah. Ít từ trừ 5 cho đến trừ 5 này. Cho đến trừ 4. Giảm hay tăng? Giảm. Yeah, yeah. Giảm. Chúng ta thấy cái đường cong này có vẻ là đi xuống. Tức là khi ít nó tăng lên. Ít nó tăng lên. Ví dụ như ít đang nằm đây. Nó tăng lên cái điểm gần đây. Tức là ít tăng. Trong khi đó y chúng ta chiếu xuống. Chúng ta thấy là ngày càng giảm xuống. Tức là y nó bị tình trạng là giảm. Thì như vậy chúng ta sẽ gọi cái khoảng này là cái hàm nó bị giảm. Thì bạn sẽ chọn là câu A. Tương tự như vậy, chúng ta xét từ trừ 2 cho đến 2. Thì các bạn thấy là ít bằng trừ 2 là y nằm đây. Ít bằng 2 nằm đây. Thì chúng ta thấy là khi ít nó tăng là y nó tăng lên. Y nó tăng lên dần. Lên từ đây. Vậy thì chúng ta để ý là những cái đỉnh, hôm nay chúng ta học là những cái đỉnh với cái đáy. Thì nó sẽ cho chúng ta biết được nó tăng giảm. Đây là cái đỉnh. Còn bên này là cái đáy. Cái đáy nha các bạn. Thì các bạn thấy là cái hàm nó đang từ trên này đi xuống như thế này. Ở đây. Thì chúng ta gọi cái nhánh này là nhánh giảm. Đúng không? Và tương tự từ cái đỉnh này chúng ta đi xuống. Khi ít nó tăng, cái y này nó giảm. Thì chúng ta thấy cái màu xanh này cũng là cái nhánh giảm. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem từ cái đỉnh này. Từ cái đáy này đi lên cái đỉnh này. Thì chúng ta thấy cái đường cong đoạn chỗ này. Chúng ta thấy là nó là tăng. Bây giờ cái này là tăng. Còn cái này là giảm. Thầy vẽ cái chiều hướng mũi tên nó đi lên gọi là tăng, nó giảm. Vậy chúng ta thấy là trong một cái đồ thị hàm số, chúng ta cũng quan tâm đến cái sự tăng giảm của hàm số ở trên từng cái khoảng nào. Rồi, thầy kiểm tra chỗ này. Nó còn bị thiếu nữa. Chúng ta xét thêm còn đoạn nào nữa. Để còn nào 3 tới 4 thầy. Từ 3 đến 4 nữa. Rồi, chúng ta tới đó. Mời bạn Minh Ngọc. Minh Ngọc. Minh Ngọc đâu? Không có Minh Ngọc, thầy mời bạn Thiên Bảo. Chúng ta tìm cho cái giá trị ít để cho hàm H này nó tăng.
Cái nào Bảo? Thiên Bảo. Dạ. Từ đâu đến đâu? Chúng ta kiểm tra từ trừ 3, từ trừ 5 đến trừ 3 xem. Trừ 5 này. Chỗ này là ứng với x bằng trừ 5. Đây là trừ 3. Thì chúng ta xem coi x từ trừ 5 đến trừ 3 thì hàm đấy nó tăng hay giảm? Dạ, nó giảm. Giảm. Rồi, vậy là chúng ta vẽ, chúng ta thấy chiều hướng đi xuống. Và chúng ta cũng nhìn cái đỉnh này, chúng ta thấy là bên kia là chiều hướng nó tăng hay giảm? Dạ, nó tăng. Tăng. Vậy thì cái nhánh bên kia chúng ta lại thấy nó giảm. Thì phân biệt hai màu, đỏ và màu xanh lá để chúng ta phân biệt nó ra. Rồi, như vậy là chúng ta nhìn thấy cái khoảng nào là tăng, khoảng nào là giảm Bảo? Dạ, khoảng trừ 2 tới 0 là tăng. Trừ 2 cho đến 0, chúng ta sẽ thấy là nó tăng. Còn từ 0 đến 2? Dạ, nó giảm. Nó giảm. Còn cái câu cuối là không có rồi. Vậy thì chọn câu nào? Mỗi câu B thôi đúng không Bảo? Dạ. Rồi. Chưa thấy Kim Bảo vào, không biết là chắc đang thi. Đây, coi mời bạn Minh Ngọc mà không biết phản hồi này. Mời bạn Thanh Hạ. Dạ. Rồi, quan sát cái hàm này cũng lựa chọn là hàm nào hàm giảm. À, đoạn nào là làm cho hàm nó giảm. Đoạn nào? Dạ, 2.5 với lại 3.5. À, tức là x từ 2.5, từ 2.5 là đâu đây này, cho đến 3.5, thì chúng ta thấy là cái chiều hướng là từ đây đến đây là nó đang giảm xuống này. Còn từ 0 tới 1, từ 0 tới 1 thì chúng ta thấy nó tăng lên. Tăng lên 0, 1, tăng lên này. Còn từ trừ 2.5 chúng ta cho đây này, cho đến trừ 1, thì chúng ta cũng thấy nó tăng. Mà bây giờ chúng ta đang yêu cầu là tìm nó giảm. Vậy cuối cùng là chúng ta chỉ có câu C. Mời bạn Khải Đoan. Dạ. Yeah. Tìm cái khoảng x làm cho g nó tăng. Dạ. Yeah. Thầy cho xong thôi thầy. Con thấy nó là từ 4 tới âm 4 tới âm 3. Nếu mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy đây là đỉnh, đúng không? Ứng với trừ 3. Thì chỉ có cái đoạn mà bé hơn trừ 3 chỗ này thì là nó tăng thôi. Còn lại từ đến đây chúng ta thấy nó xuống, nó giảm. Vậy chúng ta thấy nó là câu nào? Dạ, câu D. Không có câu D. Rồi nha các bạn. Rồi, vậy là chúng ta làm quen với khái niệm. Khái niệm hàm tăng giảm trên từng cái khoảng x. Đó, chúng ta về dành thời giờ làm bài tập. Thì tuần vừa rồi thì thấy các bạn thi nhiều đấy. Thì các bạn cũng không dành thời giờ làm bài tập được. Vậy thì khi nào chúng ta thi xong là chúng ta phải làm bài tập ngay. Những cái chỗ phần nội dung quan trọng là cứ tới đợt thi là các bạn xin nghỉ. Nên bao giờ các bạn cũng bị hỏng những cái khoảng này hết. Chúng ta phải cố gắng sắp xếp để chúng ta vào học. Chưa làm bài tập được thì chúng ta cũng ráng sắp xếp để vào nghe để chúng ta hiểu bài học. Rồi sau khi chúng ta thi xong chúng ta làm bài tập. Một tuần học có một buổi đó. Rồi các bạn cũng nghỉ thì cũng phải tranh thủ xem lại video thôi. Nên chúng ta cố gắng chúng ta đừng nghỉ. Thầy mời bạn Quỳnh Gieo. Dạ. Yeah. Ở đây bạn Dina đang khám phá ra một cái sự rò rỉ nước đúng không? Ừ. Ở một cái spaceman. Và một cái plumber này chắc là cái máy bơm. Rồi. Bây giờ chúng ta thấy là cái hàm WT nó chính là biểu diễn cái gì đây? Biểu diễn gì? Dạ, biểu diễn cái lượng nước. Ờ, cái lượng nước ở trong cái basement theo thời gian T mà lúc nó bắt đầu bị rò rỉ, tức nghĩa là có thể là cái bồn nước này nó được bơm đầy, sau đó nó cứ bị rỉ dần, thì khi mà nó bị rò rỉ nước
thì cái lượng nước nó thế nào? Dạ, nó giảm. Dạ. Vậy thì cho thầy biết coi là cái khoảng này này, từ đến đây này, là nó thể hiện cái gì đây? Thể hiện cái gì? Dạ, nước. Nước mà chưa bị rò rỉ. À, tức là lúc này là nước chưa rò rỉ, nhưng mà cái đỉnh chỗ này nó so với cái đáy, so với cái số zero này nó là gì? Tại sao nó thẳng mà bên kia thì nó cong? Dạ, con không biết. Chúng ta thấy là cái nếu chúng ta chiếu xuống, chúng ta lấy bất cứ cái điểm nào ở trên này chúng ta chiếu xuống, thì chúng ta tính ra được cái lượng nước ở trong cái basement này, đúng không Giao? Dạ. À, vậy thì tới cái đỉnh này này chúng ta biết. Biết nó tối đa, cái lượng nước tối đa là 70. 70 này là chúng ta xem nó là 70 lít đi. Còn đây là 0 lít. Vậy thì chúng ta có cảm nhận gì về cái đồ thị biểu diễn đường thẳng này không? Ban đầu nó là 0, xong rồi bơm nó vào, đúng không? Thì chúng ta thấy là nó lên là 70 lít. Vậy thì chúng ta thấy tại sao nó là đường thẳng mà không phải đường cong? Nó là đường thẳng vì nó đều hết rồi. Tại sao nó đều? Tại sao nó đều? Nước nó có được từ đâu? Và cái gì làm cho nó đầy? Và cái đó nó dẫn đến là nó đều. Vậy cái bồn nước này là nó bơm gì vào? Nó bơm bằng cách nào? Bơm bằng gì? Dạ, cái plumber. Nó bơm bằng cái plumber là cái máy bơm. Nên chúng ta thấy là cái máy bơm này là cái công suất bơm nước vào nó ổn định. Nên chúng ta thấy theo thời gian là mấy giờ thì nó đầy chỗ này đây? Chỗ này là phút, chỗ này là giờ. Mấy giờ? Dạ, 5 giờ. À, chúng ta thấy là trong vòng 5 giờ là cái máy bơm này là nó cho đầy nước lên tới đây. Nên chúng ta thấy nó biểu diễn đường thẳng. Nhưng mà do nó bị rò rỉ nên chúng ta mới thấy là nước nó bị giảm dần. Và do nó rò rỉ không đều nên chúng ta thấy nó không thể nào nó hạ xuống như một đường thẳng được. Đúng chưa? Nó không có xuống như một đường thẳng như một cái máy bơm. Nó rò rỉ từ từ. Thì chúng ta biểu diễn được nó thành cái đường cong. Và chúng ta quan sát cái sự phân biệt đó. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta so khớp mỗi câu phát biểu này về cái đặc điểm của đồ thị. Thầy vừa mới giúp các bạn hiểu cái đồ thị này, cái cách xây dựng đồ thị này. Thì chúng ta xem coi chúng ta trả lời như thế nào. Rồi. Quỳnh Giao trả lời coi cái x-intercept nó là cái gì? X-intercept nó chính là giao nhau giữa một cái đường cong C là giao với cái trục nào? X ở đây là trục nào? OS đúng không? Đúng không? Dạ. Chỗ này nó ghi là chữ T nhưng chúng ta hiểu đây là trục OS, là trục nằm ngang. Trục nằm đứng là trục OI. Nên cái ký hiệu chỗ này là T hay là cái gì thì người ta vẫn gọi tên chung của nó là X-intercept. Tức là giao nhau giữa cái đồ thị C và trục OS. Vậy thì chúng ta quan sát coi là nó giao nhau tại cái điểm bằng mấy đây? Dạ, bằng 0. Bằng 0 đó. Vậy thì cái điểm bằng 0 này cho chúng ta biết nó là cái gì trong này? Trong 3 câu này, câu nào cho chúng ta biết về cái đặc điểm này? Câu thứ nhất nó kêu là số lượng nước đạt tới 70 lít trước khi nó bị tháo ra. Vậy là cái điểm nào? Nó là cái điểm nào Giao? Dạ, nó là điểm 70, 570. À, cái đỉnh của nó đây này. Đấy, cái này chính là cái này. Rồi, cái plumber là cái máy bơm. Nó sẽ tháo tất cả nước sau mấy giờ? Dạ, 9 giờ. Sau 9 giờ. Sau 9 giờ. Đây, sau 9 giờ nó nằm đây này. Rồi câu cuối này nó là gì đây? Trong mấy giờ đầu tiên? Dạ, trong 5 giờ đầu. Trong 5 giờ đầu tiên thì nước nó bị rò rỉ sao? Bigger and bigger tức là rò rỉ nước ngày càng nhiều. Trong 5 giờ đầu tiên này chúng ta xem đây là 5 giờ đầu tiên. Còn cái này là sau 4 giờ. À, cái over chứ, over the first, tức là sau 5 giờ đầu tiên, tức là
tính là cái khoảng sau này này. Rồi. Vậy chúng ta xem coi là chúng ta hiểu khái niệm là điểm giao x này. Rồi liên quan tới maximum and minimum là cái này nói tới cái đỉnh này. Còn cái increasing và cái decreasing là nói cái khoảng tăng hoặc khoảng giảm. Rồi bây giờ chúng ta kết nối cái nào với cái nào? Cái intercept này nó nối với cái nào? Dạ, cái mà the bumper trend. Rồi. Đây, cái này. Theo ý bạn là cái này. Còn cái maximum minimum nó là cái nào? Dạ, cái mà đạt tới 70. Đúng rồi. Còn cái increasing and decreasing nó là cái nào? Dạ, là cái over the first part. Là cái phần còn lại. Tức là ý nói là sau cái khoảng này này thì chúng ta thấy là nó bị giảm đúng không? Dạ. Tức nghĩa là cái lượng nước nó ngày càng là nó sẽ bị rò rỉ nhiều, bởi vì tại sao chúng ta thấy là cái độ dốc này cho chúng ta thấy là cái khoảng thời gian nó tháo ra nước ngày càng nó rơi xuống càng nhanh. Đúng không? Nó rơi xuống càng nhanh. Tức là cái độ giảm, cái lượng nước trong đấy nó càng ngày càng giảm. Tức nghĩa là lượng nước nó nhiều. Rồi, ai đồng ý với ý kiến của bạn? Giơ tay thầy xem. Ý của bạn, cái x-intercept là cái này. Cái 70 là maximum. Còn cái cuối cùng, increasing, nó là sau 5 giờ đấy. Quá 5 giờ thì nước rò rỉ ngày càng nhiều. Bạn Khánh Đoan, Thủy Tiên, có ý kiến gì không? Thủy Tiên, Kim Bảo, có ý kiến gì về câu trả lời của bạn không? Rồi thầy check nha. Các bạn cần phản hồi cho thầy. Rồi thầy mời bạn kế tiếp, bạn Khánh Đoan. Khánh Đoan đâu? Khánh Đoan trả lời. Khánh Đoan. Bây giờ người ta nói là Archimedes tạo ra một cái gì? Cái wave là cái sóng. Cái sóng. Thì bây giờ người ta biểu diễn cái hàm HT, mô hình của nó là chiều cao của cái gì? Khánh Đoan. Dạ, chiều cao của nước. Chiều cao của nước theo thời gian. Theo thời gian. Rồi. Vậy thì chúng ta cứ hiểu rằng á, là người ta xem cái, ví dụ người ta lấy mặt nước ở đây. À. Thì người ta đo cái chiều cao của mặt nước này so với cái mặt nước làm chuẩn làm ngang là chiều cao bằng 0. Đúng chưa? Chiều cao bằng 0. Và có lúc là nó giảm lên, giảm xuống. Nó không đều đấy, nó bị gợn sóng. Rồi bây giờ chúng ta xem có cái chiều cao này người ta mô tả qua cái hàm người ta vẽ chỗ này. Thầy vẽ lại màu xanh. Thế giờ chúng ta xem quan sát cái đồ thị này thì chúng ta thấy có đặc điểm gì ở đây. Rồi con đoàn quan sát thì xem. Cái y intercept là giao với cái trục nào, Đoàn? Dạ, y intercept là... Nó giao với trục nào? Trục thẳng. Trục đứng là giao tại điểm này. Cái điểm này nó có đặc điểm là x của nó bằng mấy biết không? Dạ, x bằng 0. X bằng 0. Nếu giao với trục OX thì chúng ta có y bằng 0. Chúng ta nhớ cái đặc điểm đó. Vậy thì khi nói tới y intercept là nói tới cái gì đây? Nó cũng nói tới maximum minimum này. Rồi chúng ta xem coi là cái thứ ba là nói tới cái khoảng tăng giảm. Rồi giờ nhìn vào đồ thị chọn cho thầy cái nào? Y intercept. Intercept nó là cái nào? Dạ, cái at the beginning the surface. Rồi, tại điểm bắt đầu thì bề mặt của nó có chiều cao là bao nhiêu? Là 30 cm. 30. Rồi liên quan đến maximum minimum thì nó là cái nào? Dạ, the word crest maximum. Cái nào? Dạ cái cuối luôn. Cái cuối. Chúng ta thấy là nói thêm maximum minimum là nói tới những cái đỉnh này thôi. Hoặc những cái đáy này này, đó, maximum, minimum là những cái đỉnh này. Vậy thì khi mà bạn chọn là nước nó sẽ đạt ở cái crest sau 6 giây, tức là từ đây đến đây chúng ta thấy là 6 giây,
Cái crest ở đây là nói tới cái gì? Cái đỉnh. Cái đỉnh. Crest này nó là cái đỉnh. Vậy thì sau 6 giây có phải nó đạt cái đỉnh này không? Có thể chiều cao bắt đầu bằng này, nó lại đi xuống, rồi bắt đầu nó đạt lên tới này. Sau đó nó lại xuống, lại lên. Tức là cái tính gợn sóng của nó đó. Thì bạn chọn cái maximum, minimum là cái đó. Và cái cuối cùng, khoảng tăng giảm, thì cho biết rằng là cái bề mặt này nó giảm giữa bao nhiêu? 12 đến 15 giây. Chúng ta xem coi là 12 đến 15 giây ở chỗ này. Tức là khoảng thời gian từ đến đây là chúng ta đang nói là chắc chắn là cái độ cao nó bị giảm. Khi chúng ta đi từ 12 đến 14, 12 đến 15 giây thì cái đồ thị nó giảm, tức là chiều cao nó giảm. Cái đồ thị này nó không chỉ có khoảng cái khoảng giảm mà chúng ta còn có khoảng này cũng gọi khoảng giảm nè. Khoảng này cũng giảm, khoảng này cũng giảm, được chưa? Ba cái bốn cái màu hồng này chúng ta đều thấy nó giảm, nhưng người ta chỉ nhắc tới cái này thôi. Nhắc tới cái này là người ta đang quan tâm tới cái đoạn này 12 15 thì chúng ta vẫn thấy nó giảm. Mời bạn Kim Bảo. Kim Bảo. Yeah, yeah. Bạn K này đang tính toán một cái độ cao ở đâu đây? À, độ cao của những cái khách sạn lớn đúng không? Yeah, yeah. Người ta đang ở có thể đo trong thành phố, người ta xem coi là độ cao của các khách sạn trong thành phố. Thì người ta cho AT nó là một cái mô hình để đo cái đó theo cái hàm số. Bây giờ yêu cầu chúng ta nối để biểu diễn, để chứng minh rằng chúng ta hiểu được đồ thị. Liên quan đến maximum, minimum, liên quan đến khoảng tăng giảm, khoảng dương và khoảng âm, liên quan đến tăng và giảm. Rồi bây giờ chúng ta quan sát coi cái nào là phù hợp. Câu đầu tiên, giữa cái đánh dấu mấy phút đây? Mấy phút? 5 đến mấy? Dạ, 5 đến 8. 5 đến 8 phút. Đây, chúng ta thấy từ 5 đến 8 phút là chỗ này. Thì chúng ta thấy là nó go up, là tăng hay giảm? Dạ, tăng. Tăng. Vậy nó liên quan tới cái nào? Liên quan cái nào? Chắc là cái positive, negative, interval. Positive, negative là nói đến âm dương mà. Giá trị của hàm nó âm hay dương. Còn cái này đang go up là đang nói tăng. Thì là liên quan tới cái nào? Con nghĩ là cái cuối. À, cái cuối. Rồi. Cái thứ hai là nói cái độ cao thấp nhất là bao nhiêu đây? À, là 12. 12 mét nằm bên dưới mặt đất. Chúng ta lấy zero làm chuẩn, chính là ground đấy, là mặt đất, ground nằm đây, mặt đất làm chuẩn. Vậy thì nếu nó nằm dưới mặt đất 12 mét, tức là nói tới cái trừ 12 này. Bây giờ, vậy chúng ta nhìn vào đồ thị, thì chúng ta thấy cái độ cao thấp nhất là âm 12 mét. Là chúng ta nói đến cái gì? Nói đến cái maximum, minimum hay là nói cái positive? Dạ, maximum. À, nó nói tới cái minimum, maximum đúng không? Rồi, nói này. Còn giữa 6.5 cho đến 10 phút. 6.5. 6.5 đây này. Thầy đồ lại. 6.5 đây. Cho đến 10 phút. Thì chúng ta thấy là nó ở đâu? À, ở trên mặt đất. Trên mặt đất là nói đến cái độ cao là sao? À, gì ta? Âm hay dương? Dương. Độ dạ. Cao trên mặt đất tức là nói đến cái này dương. Vậy là chúng ta nói đến cái nào? Dạ, cái related. À, gì ta? Cái... Đúng rồi, positive, negative. Rồi, dạ. Bây giờ thầy kéo nha. Đấy, sau khi chúng ta hình dung ra được thì thầy kéo cái này cho các bạn.
Rồi bạn nào đồng ý với Kim Bảo giơ tay thầy xem. Đồng ý với Kim Bảo nói đến cái độ cao thấp nhất là nói đến cái minimum ở đây. Từ 6.5 đến 10 phút là chúng ta đang nói đến trên mặt đất, tức là nói đến nó âm hay dương. Từ khoảng từ 5 đến 8 phút thì chúng ta thấy là go up, tức là nói đến increasing. Thì chúng ta thấy là về mặt toán Mỹ, người ta đặt cho chúng ta các vấn đề thực tế để chúng ta nhận xét được nó. Nó không chỉ đơn thuần nói âm hay dương, chúng ta hay nói trong toán học Việt Nam, mà chúng ta phải hiểu được những vấn đề đó trong thực tế được hiểu là như thế nào. Thì chúng ta cần phải trả lời được. Mà thầy thấy các bạn cần phải chăn thù thời gian chúng ta luyện tập thì chúng ta mới nắm vững được cái đại số 1 này nha các bạn. Thầy mời bạn Minh Ngọc. Nãy giờ thầy gọi không được đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy là cái bạn Chen này đang ném cái javelin là giống như ném cái xào vậy đó. Thì khi mà ném cái xào như vậy thì người ta biểu diễn cái độ cao của cái javelin này khi ném đi theo cái hàm HD, và người ta biểu diễn cho đồ thị khi mà người ta ném ngang đó. Bây giờ chúng ta quan sát cái đồ thị này và chúng ta kết nối. Cái x-intercept nó là cái nào? Minh Ngọc chọn nào? Minh Ngọc. Chúng ta thấy cái x-intercept này là cái điểm giao này. Vậy thì cái điểm giao này liên quan đến cái gì? Chúng ta xem cái đầu tiên nó cho chúng ta là highest point, là cái điểm cao nhất mà Javelin đã đạt được. Vậy thì cao nhất là nói tới cái đỉnh. Chúng ta thấy cái đỉnh. Đấy, chúng ta hiểu cái câu phát biểu này nó là cái đỉnh. Javelin bắt đầu giảm sau 40 mét. Tức là 40 mét khoảng cách, là chúng ta thấy là từ cái điểm xuất phát ném đi đấy, thì nó cắt xa cái điểm xuất phát là 40 mét, là bắt đầu nó có chiều hướng là độ cao nó bị giảm. Thì chúng ta xem cái này nó nói về cái gì. Bạn Chen đã ném javelin với khoảng cách là 90 mét. 90 mét là cái điểm này. Rồi, chúng ta xem coi là bạn đang nói cái gì. Minh Ngọc, nói sao Minh Ngọc? Minh Ngọc. X-intercept nối với cái nào? Thầy không nghe Minh Ngọc nói gì hết. Rồi thầy mời bạn khác. Thầy mời bạn Khải Đoan. Dạ. Yeah. Theo Khải Đoan thì x-intercept là nối với cái nào đây? Dạ. Yeah. Không biết nữa. Cái câu cuối cái javelin. Là ném được cái javelin này tới một khoảng cách 90 mét này. Yeah. Phải không? Dạ. Yeah. Nếu nói tới cái điểm giao với trục X, tức là điểm này chứ, thầy quên hồi nãy thầy nói nhầm nhá. Hồi nãy thầy nói nhầm với trục Y. Tại cái điểm này này, tức là giao với trục OX. Đó, giao với trục OX, cái điểm giao này. Thì cái điểm giao này cho chúng ta thấy rằng là cái xào này nó đến cái vị trí này là khoảng cách là 90 mét. Thì cái độ cao javelin của nó là bằng zero. Hay nói khác là chúng ta ném và khi cái javelin này nó chạm mặt đất thì cái vị trí chạm mặt đất này đấy chính là cái khoảng cách xa nhất mà nó thể tới được. Vậy thì bạn chọn này là đúng rồi đó. Là nó sẽ đạt được ném tới cái khoảng cách là 90 mét. Rồi, maximum, minimum là nói cái nào? Dạ, cái câu thứ hai. Câu thứ hai luôn, là 14 mét. Tức nghĩa là khi nó đạt được cái độ cao tối đa chỗ này là 14 mét. 14 mét. Nằm trên mặt đất. Đấy là cái điểm mà cái xào nó lao lên vị trí cao nhất. Còn câu cuối là javelin bắt đầu giảm sau 40 mét. Vậy là chúng ta thấy cái khoảng từ đây đến đây, tức là đạt cái đỉnh đấy,
bắt đầu nó sẽ giảm xuống. Vậy là liên quan đấy cái increasing và cái decreasing. Rồi, bạn nào đồng ý với bạn Khải Đoan giơ tay hay xem. Ta phải kiểm tra từng bạn để xem các bạn có hiểu được cái mấy cái hàm số bậc 2 này hay không. Nếu chúng ta học chương trình Việt Nam, chúng ta thi, chúng ta chỉ thấy là người ta cho hàm bậc 2 cho nó bằng không, giải tìm nghiệm rất đơn giản. Nhưng mà khi chúng ta học toán Mỹ, đòi hỏi chúng ta là xây dựng hàm này, rồi hiểu được cái hàm này trong thực tế, khi nó đạt ở cái chỗ này chỗ kia thì nó như thế nào, thì người ta kiểm tra cái này. Nếu các bạn không hiểu, các bạn hỏi ngay. Bạn Kim Bảo không thấy phản hồi, bạn Minh Ngọc nữa thầy không thấy phản hồi, chỗ nào không hiểu các bạn hỏi thầy ngay, đừng để nó trôi sang cái phần khác là chúng ta sẽ thấy nó khó khăn hơn. Rồi, nhiều bạn đồng ý với cái này. Ok, vậy là các bạn nắm được bài. Rồi, chúng ta tính cái sự thay đổi trung bình từ đồ thị và cái bảng. Rồi, chúng ta kiểm tra coi là nó thay đổi như thế nào. Giống như là chúng ta tính giá trị trung bình vậy đấy. Nhưng mà cái này là nó xét trên từng khoảng. Every street. Rồi, thầy mời một bạn. Mời Kim Bảo xem. Kim Bảo. Kim Bảo. Dạ. Yeah. Chúng ta xem cái đồ thị, chúng ta quan sát, người ta cho chúng ta đồ thị rồi. Người ta hỏi là qua những cái khoảng nào thì cái hàm G thế nào đây? Tăng. À, cái tỷ lệ trung bình này nó tăng. Rồi, chúng ta muốn có tỷ lệ trung bình thì chúng ta thấy cái khoảng nào nó tăng nhỉ? Dạ, từ 0 trở đi. Từ 0 trở đi. Từ 0 trở đi. Tại sao chúng ta nhận xét là nó là từ 0 trở đi? Dạ, do điểm đầu của nó là chữ 7, còn điểm cuối thì nó... Ừ, đúng đấy. Bây giờ chúng ta nhớ là cái khái niệm slope. Thầy ôn lại cái khái niệm slope một tí. Nói là về slope là chúng ta lấy cái delta y, tức là sự thay đổi của hai giá trị y, chúng ta chia cho cái delta x. Đấy, delta x. Mà chúng ta nhớ cái delta y của chúng ta là chúng ta đang xét. Chúng ta đang xét ở đây. Ví dụ như thầy xét chỗ này là ứng với giá trị x1. Ở đây thầy xét ứng với giá trị x2. Thì thầy lấy là cái f sau, tức là fx2, thầy trừ cho cái fx1. Thì nó chính là cái delta y của mình nè. Còn chúng ta lấy x2 trừ x1. Thì chúng ta thấy cái này chính là cái delta x. Thì có hai cách biểu diễn. Thì thầy biểu diễn cái này. Thì nó cũng giống như thầy biểu diễn cái trên. Chúng ta thấy nó tương đương. Hai cái khái niệm giống nhau. Vậy thì khi người ta đã xét cái x1 bé x2 rồi, tức là người ta cho cái giá trị x2 lớn hơn x1, và người ta tính thử cái fx2 và fx1. Vậy thì người ta thấy là fx1 mà vẫn bé hơn fx2. Thì chúng ta thấy cái điều kiện này sinh ra hàm này là hàm tăng hay là hàm giảm? Mời bạn Thủy Tiên. Thủy Tiên. Thủy Tiên. Dạ. X1 bé hơn 2 và fx1 bé fx2 thì chúng ta thấy hàm này hàm tăng hay hàm giảm? Hàm này hàm giảm à? Cái giấy. F1 bé hơn 2 dẫn đến cái F của nó cũng bé theo. Vậy là nó đồng biến, vậy là nó tăng hay giảm? Hàm tăng. Chúng ta thấy nó là hàm tăng nhé. Còn nếu chúng ta bị đảo ngược lại, tức nghĩa là X1 bé hơn 2 mà chúng ta thấy là FX1 nó đảo ngược lại, tức là giá trị nó lại lớn hơn FX2, thì chúng ta thấy nó bị ngược lại không? X thì bé hơn, nhưng mà cái F tương của nó lại bị đảo ngược. Thì cái hàm này nó gọi là hàm giảm. Vì chúng ta hiểu tăng giảm rồi. Vậy thì nếu chúng ta thế vào đấy, thì chúng ta phân tích cho thầy cái này. Thầy có x2 trừ x1, chúng ta thấy là cái này luôn luôn dương rồi. Luôn luôn dương. Tại vì thầy luôn luôn xét là cái x sau nó lớn hơn x trước. Mà nếu mà thầy có chỗ cái f2 lớn f1, tức là cái khoảng này nó cũng dương luôn, thì dẫn tới cái slope này nó dương các bạn.
chúng ta thấy cái slope này nó dương thì dẫn đến là hàm F này nó tăng. Còn ngược lại, nếu slope mà nó âm thì dẫn đến hàm này hàm giảm. Để bạn nào nắm được cái này giơ tay thì xem. Cái này rất quan trọng. Cái slope này cũng chính là cái giá trị trung bình thôi. Chúng ta lấy delta Y trên delta X. Nó quan hệ với nhau đó. Cái slope chính là cái này. Cái này nó chính là cái F này trừ F kia, chia X nọ trừ X kia theo đúng thứ tự nha các bạn. Chúng ta học về slope rồi. Vậy thì nếu mà X1 bé hơn X2 mà dẫn đến Fx1 bé hơn F2 thì chúng ta thấy rõ ràng hàm này là hàm tăng, tức nghĩa là cái slope này nó dương. Ngược lại, mà chúng ta thấy là cái F mà nó bị đảo ngược lại, tức là hàm giảm, hay khác là slope nó âm. Vậy thì nếu xét về mặt đồ thị, chúng ta quan sát chúng ta thấy được ngay. Như hồi nãy bạn nhận xét từ đến đây. Các bạn thấy nó tăng không? Đó, chỗ này nó tăng. Và từ chỗ này chúng ta cũng thấy nó tăng luôn. Không, từ đến đây chúng ta thấy nó tăng. Thì chúng ta thấy khoảng này, từ cái đáy này lên đây cũng tăng. Đáy này lên đây cũng tăng. Vậy thì tất cả những cái phần màu hồng này là khoảng tăng, tức nghĩa là cái slope này nó dương. Mà nói tới slope, người ta hay nói là cái A nó dương. Đúng không? Cái hệ số, cái giá trị trung bình dương. Hoặc là nếu ngược lại nó giảm, tức là A nó âm. Sau này chúng ta học về khái niệm đạo hàm, đúng không? Thì cái đạo hàm mà chúng ta học cũng chính là xét cái tỷ lệ lúc nãy thầy nói. Thì chúng ta thấy là cái đạo hàm F này nó dương thì nó là hàm tăng. Thầy ghi cái phẩy này chính là gọi là đạo hàm đó. Từ từ các bạn chào. Và nếu cái đạo hàm này chúng ta thấy nó âm, tức là cái tỷ lệ slope hồi nãy chúng ta nói đó, là nó cũng âm. Đạo hàm này âm. Vậy thì dẫn đến là nó giảm, đúng không? Còn F phẩy nó dương nó tăng thì nó cũng tương tự. Mai mốt chúng ta học kỹ hơn. Và bây giờ chúng ta quan sát đồ thị để thầy, để các bạn thấy được cái khoảng nào làm cho cái average nó dương này, là cái slope nó dương đấy. Rồi lúc nãy thầy đang mời bạn bạn nào Thiên Bảo trả lời lại, nhìn vào thấy cái khoảng nào chúng ta thấy nó dương không? Thiên Bảo, dạ, khoảng nào làm cho nó dương đây, tỷ lệ nó dương? Dạ, chúng ta xét trừ 9 này, cái khoảng này trừ 9 cho đến bao nhiêu? Dạ, trừ 5. Rồi, chúng ta xem coi là trừ 9 đến 5 này. Cái điểm này. Rồi chúng ta đồ thị coi. Thì chúng ta thấy cái khoảng này nó có làm cho cái giá trị trung bình này nó dương không? Dạ, có. Có. Có không? Cái khoảng này cái average của nó là nó giảm hay là tăng? Dạ, nó giảm. Ừ. Nó giảm thì nó có thể nào dương không? Dạ không. Không. Vậy thì chúng ta thấy là cái khoảng từ trừ 9 đến trừ 5 này. Từ trừ 9 đến trừ 5. Thì chúng ta thấy có cái đoạn màu vàng thì nó giảm. Hoặc là từ chỗ trừ 6 đến 5 này nó cũng bị giảm nhé. Vậy thì nó không thể nào làm cho cái average này nó dương được. Bây giờ nó chỉ có cái đoạn từ đây đến đây này thì cái giá trị trung bình này nó dương thôi, bởi vì nó tăng. Rồi bạn nào, rồi từ từ thầy, bạn Bảo trả lời tiếp đi. Câu B được không? Từ trừ 3 này Bảo cho đến 0 được không? Dạ không, nó giảm. Nó tăng rồi nó lại gì? Dạ, giảm. Giảm. Chúng ta không xác định được. Vậy còn từ trừ 4 đến trừ 3? Dạ, trừ 4, nó tăng. 3, tăng hay giảm? Dạ, tăng. Tăng. Rồi, bạn nào đồng ý với bạn Thiên Bảo vô tay thầy xem. Trừ 4 đến trừ 3. Khi chúng ta nói đến x bằng trừ 4 thì cái điểm Y nó là bắt đầu ở đây. Trừ 4 ở đây. Khi mà nó bằng trừ 3 thì cái điểm Y nằm đây và chúng ta nối lại. Thì nằm trong khoảng T này khiến cho hàm này chúng ta thấy rõ ràng nó tăng không? Nhìn đồ thị đó chúng ta thấy nó tăng rõ ràng. Nếu thầy phóng lớn ra thì các bạn thấy cái đáy nằm đây này. Không? Cái đỉnh nó nằm đây. Vậy thì nó có dấu hiệu là nó lên đây. Nó lại nó tới đây. Thì chúng ta thấy nó tăng này.
Trừ khi nào nó tới cái đỉnh này rồi, chúng ta thấy nó có dấu hiệu nó giảm xuống tới đây. Thì bên này là chúng ta thấy nó giảm. Màu này gọi là giảm. Màu vàng này chúng ta thấy nó tăng. Màu vàng là nó tăng. Vậy chúng ta tập quan sát, nhìn vào các đáy và các đỉnh để chúng ta biết cái nào tăng, cái nào giảm. Chúng ta phải quan tâm tới cái việc đó. Rồi những bạn khác thì sao? Chúng ta phải nhận diện ra khái niệm tăng giảm và chúng ta hiểu được cái giá trị trung bình này này. Chúng ta nhớ cái giá trị trung bình này là thầy mới nói xong. Cái average rate này tức là cái tỷ lệ giữa delta Y chia delta S và delta Y, chúng ta hiểu nó là FX2 là cái X sau đấy. Chúng ta trừ cho FX1. Rồi, chúng ta chia cho X2 trừ X1. Chúng ta luôn luôn thấy rằng là chúng ta đang xét cái X nó tăng dần thì cái này nó dương rồi. Nên nó chỉ phụ thuộc cái này thôi. Mà chúng ta nhìn vào đồ thị từ đến đây là chúng ta thấy cái xu hướng khi mà X nó tăng đó thì cái Y nó cũng đi tăng theo. Vậy thì cái trung bình này này nó được dương. Bởi vì cái này chúng ta thấy nó dương rồi, chỉ xem cái này thôi. Bạn Kim Bảo có thắc mắc gì không? Kim Bảo. Không, con nên coi những... Hả? Để con nên... Nếu thắc mắc hỏi ngay, còn không thắc mắc thì phản hồi giơ tay để thầy biết thầy qua rồi nhá. Rồi nếu mà bạn đồng ý rồi chúng ta check, chúng ta xem coi là tại sao từ trừ 4 đến trừ 3 thì nó bị sai. Bây giờ thầy phóng lớn lên nhá, coi là chúng ta có bị nhìn không rõ không. Rồi chúng ta xem lại. Đôi khi cái đồ thị nó nhỏ quá chúng ta nhìn nó không rõ đấy. À, chúng ta nhìn thấy là phóng lên là trừ 4 nó nằm đây này. Vậy thì cái đoạn này đây nó bị giảm rồi các bạn. Vậy thì cái đáy của nó đó, nếu chúng ta đồ cái đáy lên thì chúng ta thấy là cái đáy là tương ứng với x khoảng trừ 3,5 cơ, chứ nó không có phải là cái đó. Nên chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta xem là nó không đúng. Tức là trừ 4 đến trừ 3 nó không đúng. Giờ chúng ta xem tiếp cái khoảng từ 4 đến 8. Chúng ta xem 4 đến 8. Từ 4, từ T bằng 4 này đến 8 này. 4, 8. Đây là chúng ta thấy là cái khoảng nó giảm rồi nó tăng. Rồi mời một bạn, mời bạn Thủy Tiên. Thì chúng ta thấy cái khoảng tỷ lệ này nó làm sao? Dạ. Yeah. Tỷ lệ thay đổi như thế nào? Nó là dương hay âm? Vậy dương. Dương. Bây giờ chúng ta kiểm tra thêm nha. Nếu mà chúng ta thay từ 4 đến 8, từ 4 đến 8, thì có thể là chỗ này từ 4, đây là 8. Nó sẽ tăng lên một chút, rồi nó giảm đi một chút, nhưng mà cuối cùng là nó tăng nhiều lên. Vậy thì chúng ta có thể tính cái gì? Cái tỷ lệ của nó là F mấy? F8. Trừ F4. Chia cho 8 trừ 4 thì là dương rồi. Mà F8 ở đây á, thì chúng ta biết là nó khoảng là 9. F4 là mấy? 4 là 5. 5. Đây là 4. Vậy là chỗ này chúng ta ra là bao nhiêu? 4 phần 4. Tức là khoảng 1. Vậy khoảng này nó dương đúng không? Dạ dương. Dương. Thì chúng ta thấy là cái khoảng tỷ lệ đấy, chúng ta thấy nó là dương. Còn chúng ta xem lại cái F trừ 4 với trừ 3 cho thầy xem. Trừ 4 với trừ 3 chúng ta kiểm tra lại lần nữa. Trừ 4 với trừ 3. À, trừ 4 đến trừ 3 thì chúng ta thấy là giá trị nó có bằng nhau không vậy? Có thể nói là như vậy. À, thì chúng ta thấy là F của trừ 3 trừ cho F của trừ 4 chia cho trừ 3 trừ cho trừ 4 thì chúng ta thấy hai cái F này nó bằng nhau, dẫn đến nó bằng 0. Vậy thì nó không thể dương được mà nó bị bằng 0, nên chúng ta bỏ cái đó. Còn nếu chúng ta xem xét tới cái khoảng là
là mấy? Trừ 3 đến 0 xem. Trừ 3 tới 0. Trừ 3 cho đến 0. F0 nằm đây này phải không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi. Vậy thì F trừ 3 chúng ta thấy là bằng trừ 3. Còn kia là? Là trừ 7. Và là thầy lấy F0 trừ cho F của trừ 3. Chia cho 0 trừ cho trừ 3. Thì chúng ta ra mấy đây? F0 là mấy? Dạ, trừ 7. Trừ 7. F của trừ 3 là? Trừ 3. Trừ 3. Chia cho 3. Đó là bằng mấy? Dạ là trừ 4 phần 3. Phần 3 là 3 là bị âm. Nó không dương. Nên chúng ta bỏ cái đó. Chúng ta tính nó từng cái ra cũng được. Chúng ta tính từng cái ra. Và cuối cùng là F của trừ 9 là mấy? Trừ 9 với trừ 5 này. Trừ 9 là... Trừ 9 này. Chúng ta ước lượng. Trừ 9 đâu nằm đây? Trừ 9 là 3. Trừ 9 là 3. Trừ 9 với trừ 5. Rồi. Trừ 5 là trừ tính cái tỷ lệ cái này ra. Là F của trừ 5. Trừ 5. Trừ 5 trước này. Yeah. Trừ cho F của trừ 9. Chia cho trừ 5. Trừ cho trừ 9. Tính nó bằng mấy đây? F trừ 5 là? Trừ 1. Trừ 1. Trừ cho F trừ 9 là? Trừ cho 3. Trừ cho 3. Chia cho trừ 5 cộng 4. 9 là 4. Vậy là chúng ta ra là mấy? Trừ 1. Là trừ 1. Vậy là chúng ta thấy nó âm. Nó không đạt được cái dương nha các bạn. Nếu chúng ta tính cụ thể ra thì chúng ta chỉ thấy có cái câu cuối là cái khoảng này nó sẽ dương thôi. Cái kia chúng ta dễ bị nhìn nhầm á. Hôm nay thầy đang xài một cái máy tính nó khá bé. Do máy tính kia của thầy bị hư rồi. Thầy chưa về nhà để thầy lấy máy, đổ máy được. Nên thầy đi mượn một cái máy này nó hơi nhỏ. Có thể nhìn nó hơi không rõ. Rồi chúng ta xem coi là đối với một cái sự thay đổi giá trị trung bình trong một bài toán đố thì như thế nào. Rồi bây giờ thầy thấy tới giờ rồi thì tạm thời cho các bạn ra chơi 5 phút nhé. Sau đó chúng ta học tiếp. Vậy chúng ta tính ra chúng ta chia thì nó khoảng 330. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm tới một cái hàm nó gọi là hàm ngược. Hàm ngược. Cái hàm ngược này rất quan trọng các bạn. Các bạn thử xem coi hàm ngược nó là cái gì. Thầy mô tả như vậy này. Các bạn biết là chúng ta đã học về cái domain rồi. Khái niệm domain. Domain. Thì chúng ta nhớ cái domain, chúng ta nhớ tới cái từ input. Vậy thì thầy có thể biểu diễn tập hợp, nó là cái tập hợp này. Là những giá trị x là input đấy. Còn đây là những cái tập hợp mà cái nó được sinh ra là cái output, từ cái output. Nó nằm trong cái phần output này. Thì cái này chúng ta hay gọi nó là cái range. Vậy thì nếu thầy có một cái quy tắc để thầy biến một cái điểm nằm trong cái input này để biến nó thành một cái điểm khác nằm trong cái output này thì thầy gọi đây là cái hàm F nha. Nó tuân theo cái hàm số. Thì chúng ta thấy đây là cái quy luật này chúng ta gọi nó hàm F. Vậy là chúng ta biến từ một điểm x biến thành một cái điểm y này nằm trong này thì thầy gọi nó là hàm F. Còn ngược lại, nếu thầy có một cái quy tắc nào đó, thầy biến đúng cái điểm y này này nó quay đúng về cái vị trí là x này, biến ngược lại, biến từ trong cái range này này biến ngược về cái domain này, thầy vẽ màu xanh nhé, từ điểm này quay về đúng điểm này thì thầy gọi cái hàm quay ngược lại nó gọi là hàm ngược nha các bạn. Thầy ký hiệu là F trừ 1 ở đây. Rồi, đầu tiên thầy mô tả tới đây để các bạn hiểu hàm ngược là gì. Bạn nào hiểu hàm ngược là gì cho tay thầy. Ai hiểu hàm ngược là gì cho tay.
Vậy thì chúng ta thấy là với một cái hàm ngược thì cái f trừ 1 của cái điểm y này này thì bắt buộc nó quay về điểm nào? Thầy mời bạn bạn Khải Đoan. Khải Đoan. Dạ. F trừ 1 của cái x f trừ 1 của cái y này thì nó sẽ quay về đúng điểm nào? Theo đúng định nghĩa. Dạ. Điểm gì? Điểm gì đấy? Thầy mới nói là nó quay về điểm gì? Ở điểm x. Đấy. Mà cái y này nó được sinh ra từ gì? Y từ sinh ra từ x đúng không? Dạ. Qua hàm f. Vậy thì thầy sẽ thay cái này. F trừ 1 giữ nguyên nhá. Thì cái y này thầy thay bằng cái f của x được không? Đúng đoán? Dạ được. Được. Vậy thì chúng ta sẽ có định nghĩa là gì? F trừ 1 của cái f x nó phải đúng bằng cái giá trị x này. Đó, chúng ta thấy không? Tức nghĩa là cái f kết hợp f trừ 1 trên cái điểm x này thì khiến cho nó quay về đúng cái này. Thì nó tuân theo được cái này thì chúng ta mới thấy cái chỗ này nó là cái hàm f trừ 1. Hoặc ngược lại, chúng ta cũng có là f của f trừ 1 x thì nó cũng chính là điểm x mà thôi. À, chúng ta thấy từ cái điểm này chúng ta biến nó thành điểm này. Rồi chúng ta có quay ngược trở lại thì chúng ta thấy là vẫn là chính nó. Nha các bạn. Chúng ta có thể xem cái điểm y này này thì coi như nó là cái đầu vào thì thầy xem nó là cái x được không? Tức là cái input đối với cái hàm f trừ 1. Thầy xem cái x ở đây nó chính là cái input của cái f trừ 1. Nếu thầy biến nó thành cái điểm này nó là điểm y đối với f trừ 1. Rồi thầy quay đúng về cái điểm này thầy quay ngược lại. Thì chúng ta thấy là cái đặc điểm của f f trừ 1 nó khiến cho là nó lặp lại một cái vòng tròn như vậy. Thì chúng ta quan tâm tới cái hàm ngược f trừ 1 này. Đây, chúng ta hiểu được cái đó thì chúng ta vận dụng bài tập trong này. Đây, mời bạn bạn Quỳnh Giao. Quỳnh Giao. Lên tiếng Quỳnh Giao. Dạ. Rồi, người ta định nghĩa cho chúng ta y là hàm hx. Đấy nha, hàm hx ở đây đúng chưa? Đây, hàm hx chấm chấm đó. Là kết nối giữa tọa độ bao nhiêu? Dạ, trừ 7, trừ 5. Trừ 7, trừ 5 với tọa độ? Dạ, trừ 1, trừ 2. Rồi, vậy là cái hàm hx này nó sẽ là một cái line segment, nó chính là cái này. Rồi. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta kéo hai endpoint này này để mô tả cho cái hàm ngược là h trừ 1 này. Là cái hàm ngược của nó đấy. Giờ mô tả sao? Làm sao để biết được cái hàm ngược ở đâu? Làm sao để biết? Quân giáo. Chúng ta thấy cái input của nó là gì đấy? Là x đúng không? Đối với hàm h đấy đúng không? Cái này nó là input. Tức nghĩa là chúng ta đang biến cái điểm gì? Điểm x ở trên này này. Thầy vẽ nhá. Đối với một cái x bất kỳ nằm trên này. Thầy biến nó thành gì? Y này đúng không? Qua cái hàm hx. Chúng ta biến nó thành cái output này. Bây giờ ngược lại. Chúng ta sẽ biến ngược lại nó biến sao? Từ đây đến đây là chúng ta thấy cái y của mình nó nằm trong khoảng từ đây đến đây này. Giờ ngược lại. Chúng ta sẽ biến những cái điểm này thành cái điểm này. Thì làm sao để chúng ta xác định được nó? Giờ để cho dễ đấy thì chúng ta cũng có thể kẻ bảng cho dễ hình dung. Hs. Cho thầy hỏi là với x bằng trừ 7 thì y bằng mấy? Dạ, trừ 5. Rồi, trừ 5.
với x mà bằng trừ 1 thì y bằng mấy? Dạ không mà. Rồi. Vậy x bằng trừ 1 thì y bằng mấy đây? Mấy? À bằng trừ 2. À trừ 2. Bây giờ cho thầy hỏi một cái điểm khác đi. Là trừ 5 đi. X bằng trừ 5 thì HX nó bằng mấy? Là trừ 4. À, chúng ta kiểm tra coi nó phải trừ 4 hay không. X bằng trừ 5, chúng ta chứa trừ 4, đúng rồi đó. Đấy chưa? Thì có phải là đối với cái hàm HX này, thì cái này nó là input đúng không Giao? Dạ. Còn này là output. Output. Vậy thì bây giờ cái hàm ngược của cái hàm này nghĩa là gì? Nó sẽ xem cái output bây giờ nó trở thành gì? Xem cái output này bây giờ nó xem thành gì? Input đúng không? Mà cái input ở trên này bây giờ nó trở thành output. Chúng ta tìm ngược trở lại. Đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ cho thầy hỏi là cái ngược lại đấy, cái h trừ 1 của trừ 5. Bây giờ chúng ta đang xem trừ 5 nó là cái input mà. Thì h trừ 1 của cái trừ 5 này bắt buộc nó phải bằng mấy? Bằng mấy đây? Dạ, bằng trừ 7. Trừ 7. Rồi. Còn cái gì nữa? Cái h trừ 1 của trừ 4 thì phải bằng mấy? Dạ, bằng trừ 5. Trừ 5. Rồi tiếp, h trừ 1 của trừ 2 là bằng? Là bằng trừ 1. Trừ 1. Bởi vì nó là đường thẳng nên chúng ta chỉ quan tâm tới hai cái này là đủ rồi. Cái ở giữa chúng ta không còn quan tâm. Cái ở giữa nó tương tự. Rồi bây giờ chúng ta muốn vẽ của cái đồ thị h trừ 1 này. Thì thầy lấy cái cặp tọa độ nó là nhiêu đây? Trừ 5 với mấy? Là trừ 7. Trừ 7. Trừ 2 với mấy? Với trừ 1. Trừ 1. Đây. Bây giờ chúng ta xem cái tọa độ trừ 5, trừ 7. X bằng trừ 5 đâu? X bằng trừ 5. Y bằng mấy? Y bằng trừ 7. Rồi, y bằng trừ 7. Thế đúng chưa? Tọa độ thứ 2 là X bằng mấy? Bằng trừ 2. Y bằng trừ 1. Rồi nằm đây. Đây các bạn thấy nó có đặc điểm gì không? Mời bạn Thanh Nghi. Chúng ta thấy có một cái đặc điểm gì hay không? Giữa hai cái hình này. Dạ kiểu như là nó đối xứng nhau á thầy. Qua trục nào? Và cái trục cái từ không đó kéo xuống á thầy. Đây đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Chúng ta thấy đặc điểm của hai cái hàm h và h trừ 1 tức là hai cái hàm ngược của nhau đấy thì nó luôn luôn đối xứng với cái đường thẳng y bằng x. Các bạn thấy nó đối xứng chưa? Bởi vì tại sao? Bởi vì thầy vừa mới làm một cái việc là đối với hàm h thì x nó đây, y nó đây, nhưng đối với hàm h trừ 1 chúng ta đảo ngược, chúng ta xem cái này là input, cái kia là output, chúng ta đảo ngược tọa độ lại. Thì chúng ta sẽ thấy có một cái đặc điểm như sau. Cái cặp tọa độ nằm trên cái đồ thị HX này, lúc nãy chúng ta ghi là trừ 7, trừ 5. Bây giờ chúng ta đảo tọa độ lại, bởi vì chúng ta xem cái y của cái hàm H, nó trở thành cái input, tức là cái x của cái hàm đó. Thầy đảo cái cặp tọa độ này lại là trừ 5, trừ 7. Bạn thấy không? Hai cái tọa độ này nó đảo nhau thì nó dẫn đến là nó nhận cái đường y bằng x làm trục đối xứng. Và tương tự đối với cái tọa độ là trừ 2, trừ 1. Thầy đảo nó, đúng không? Để nó trở thành là trừ 1, trừ 2. Thì hai cái tọa độ này nó cũng nhận đường y bằng x làm trục đối xứng. Nếu chúng ta học về hình học đối xứng thì chúng ta thấy điều đó. Nên sau này khi mà chúng ta muốn vẽ một cái đồ thị của cái hàm h trừ 1
chúng ta dựa vào cái đồ thị HS này, chúng ta lấy đảo ngược lại thôi. Thầy xem tọa độ trừ 7, trừ 5, thầy đảo thành trừ 5, trừ 7. Trừ 2, trừ 1, thầy đảo thành trừ 1, trừ 2, thầy ra sẽ ra được. Rồi, bạn nào nắm được cái vẽ đồ thị hàm ngược giơ tay thầy xem. Đó là cái nhận xét của cái hàm ngược. Chúng ta phải hiểu từ cái hàm ngược là cái gì. Nó sẽ xem cái output của cái hàm F thành cái input của hàm ngược. Nó đảo ngược lại mà. Thầy vẽ lại cho các bạn xem. Thầy định nghĩa rất rõ ràng là gì? Từ một cái điểm X thông qua cái hàm F, thầy biến nó trở thành cái điểm Y chỗ này. Y cái này X. Thì cái hàm này thầy gọi là hàm F. Vậy thì nếu thầy có một cái hàm khác mà nó cũng đúng biến cái giá trị Y này này, nó quay ngược về đúng cái này, à, bắt nó quay ngược lại, thì thầy gọi đây là hàm F-1. Có phải thầy đang xem cái output của hàm F nó trở thành input của hàm F-1, khiến cho cái nó quay về đúng cái điểm đó, thầy đảo ngược cái cặp giá trị lại thôi. Rồi bạn nào nắm rồi giơ tay cho thầy xem. Một số bạn thật, có chỗ nào không hiểu thì cho thầy ý kiến. Cái hàm ngược này quan trọng nha các bạn. Thầy thấy rất nhiều vấn đề các bạn không hiểu, dẫn đến là chúng ta không giải quyết được, mà càng lên trên chúng ta càng hỏng nha. Càng hỏng chúng ta càng nguy hiểm. Bạn Kim Bảo có thắc mắc gì không? Kim Bảo, Kim Bảo và bạn An. Dạ con mới đi. Không hiểu thì tự qua video nhé. Chúng ta tự bỏ đi. Lúc cho chúng ta ra chơi, chúng ta phải tranh thủ để chúng ta đi vệ sinh. Đừng tranh thủ vào cái giờ chúng ta học, chúng ta mới mất bài. Bạn An thầy không thấy phản hồi gì hết. Nhắc từ nãy giờ mà không thấy nói. Không hiểu chỗ nào thì nên hỏi. Tại sao cái đại số 2 chúng ta thấy là cái hàm ngược nó khó hơn nhiều nữa. Mà từ cái căn bản này chúng ta không hiểu là rất là phiền toái. Rồi, thầy mời bạn Thủy Tiên. Dạ. Đồ thị của hàm ngược F chỉ ra trên cái này. Thì chúng ta nghĩ rằng cái F trừ 1 của 6 là mấy? F trừ 1 của 6. F trừ 1 của 6 là mấy? Nó là 4 mà. 4. Rồi coi có phải không nhá. Có phải không? Chúng ta nhớ cái số 6 này đấy. Đúng không? Số 6 này nó là kết quả của cái gì? Đó là y. Nó là cái output của hàm F đúng không? Dạ, yeah, output của hàm F. Nó là 6. Mà chúng ta không biết cái input nó là bao nhiêu. Không biết input là bao nhiêu, nhưng chúng ta chỉ biết được là cái output của cái hàm F này nó là 6. Và thầy nhìn vào đây. Và tương tự, thầy sẽ xem 6 này nó sẽ trở thành là input qua cái hàm F-1. Thì thầy đang muốn tìm coi nó là bao nhiêu. Bây giờ chúng ta xem coi là cái output trên hàm F này bằng 6. Output nó đây đúng không? Yeah. Rồi. Vậy thì chúng ta có biết được cái input nó là mấy không? Dạ, 4. Là 4. Đây, chúng ta thấy nó là 4 này. Chúng ta phải biết, chúng ta phải hiểu được cái F-1 của 6. Thì 6 này chính là output của cái hàm F. Vậy thì thầy dựa vào hàm F này, thầy biết cái output nó rồi. Thầy đi tìm cái input của nó. Thầy xác định được cái input này chính là bằng 4. Vậy thì chúng ta thấy là nếu mà thông qua cái hàm F-1 này biến 6 thì nó phải quay đúng về cái dấu chấm hỏi này chính là số mấy? Số 4 đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, vậy thì kết quả chỗ này là bằng bằng mấy đây? Dạ, yeah, 4. 4. Rồi, thầy khảo sát coi bạn nào đồng ý là số 4 cho tay thầy xem. Bạn nào không hiểu cũng giờ cũng phải cũng mở mic lên cho thầy biết. Cái nào chúng ta không hiểu? Thầy nhắc rất rõ trong cái F-1 thì chúng ta nhìn thấy trong dấu ngoặc
nó gọi là cái input của hàm. Vậy thì cái f trừ một này nó là hàm ngược của hàm f. Vậy thì cái trong ngoặc này này nó chính là cái output của hàm f. Thầy ghi rất rõ đây nhá, thầy ghi là 6 này là input của hàm f trừ một, nhưng nó cũng chính là output của hàm f. Vậy thì chúng ta dựa vào cái đồ thị người ta đã cho của hàm f này, chúng ta biết được cái output bằng 6 thì input bắt buộc phải là bằng 4. Thầy tìm ra được 4. Mà cái f trừ 1 này nó sẽ khiến cho cái input 6 này nó biến thành đúng bằng 4 luôn. Vậy thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là cái tọa độ đây này. Đây. 4, 6. Bây giờ chúng ta đảo ngược thì nó sẽ trở thành là gì? 6, 4. Tức là x bằng 6 y bằng x bằng 6 y bằng 4 nằm đây. Thì nếu mà chúng ta lấy tương tự như vậy đấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy có cái sự đối xứng ở đây nha các bạn. Nếu chúng ta vẽ chúng ta cũng sẽ thấy nó đối xứng như thế này. Đối xứng gì đó. Thì nó sẽ nhận cái trục y bằng x này là trục đối xứng. Thầy vẽ bằng tay nên nó sẽ không chuẩn. Chứ còn nếu chúng ta đảo lại thì chúng ta sẽ thấy nó đúng. Mời bạn Thanh Hạ. Thanh Hạ đâu? Dạ. Yeah. Rồi kiểm tra cho thầy xem là làm sao tính cái f này đây. Dựa cái bảng này chúng ta biết f của 58 là bằng mấy không? Có biết được f của 58 không? Dạ yeah. không. À. Giả sử như f 58 tức là nó phải biến thành cái điểm này đi. Đúng không? Dạ. Yeah. Vậy thì cái f trừ 1 của nó là nó sẽ biến ngược trở lại là nó quay về mấy? Từ đấy đến đây là nó gọi là hàm f đúng không? Dạ. Yeah. F. Vậy thì nó quay ngược trở lại thì nó gọi là f gì? F trừ 1 đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Vậy yeah, thì chúng ta thấy là f trừ 1 của f 58 thì nó chính là bằng mấy? F 58 này 5... qua f xuống đây là bao nhiêu không biết. Nhưng mà từ cái này chúng ta lấy f trừ 1 nữa nó phải quay đúng về cái gì? Quay đúng về bao nhiêu? Quay đúng về 58. À, vậy thì kết quả của chỗ này là mấy? Không mấy? Dạ 58. Ừ, hồi nãy thầy nói là f của trừ 1 của fx. Tức là chúng ta lấy cái bên trong này nó là cái input của hàm ngược. Chúng ta lấy cái input của nó. Chúng ta lấy. Thì nó phải quay đúng về cái x này. Không? Từ x này chúng ta lấy hàm f. Qua đây. Xong rồi từ cái này chúng ta lại lấy qua cái f trừ 1. Quay về đúng cái vị trí này. Vậy thì người ta đang yêu cầu chúng ta lấy cái chỗ này là 58 này. Vậy thì thông qua f thì nó là điểm này. Rồi thông qua f trừ 1 thêm một lần nữa nó quay đúng điểm này. Vậy chỗ này là bằng? 58. Rồi, 58. Chúng ta phân biệt nhá. Rồi còn ở dưới thì sao? F5 thì ra mấy? F của 5 thì ra mấy? Dạ 9. Ra 9. Xong rồi F của 9 nữa thì chúng ta thế vào nhá. F của 5 thì ra 9, tức là thầy lấy F9. Rồi F9 nó ra mấy? F9 ra 11 à? À, ra 11. Đó, chúng ta phân biệt, chúng ta dựa vào cái bảng này chúng ta ấn. Rồi, chúng ta ra 11. Rồi, ai đồng ý với ý kiến của bạn Thanh Hạ giơ tay thầy xem. Ai đồng ý với Thanh Hạ? Chúng ta dựa trên bảng hay dựa trên đồ thị để chúng ta tính rồi. Bạn Minh Ngọc, thấy không thấy phản hồi? Rồi, thầy mời bạn bạn Kim Bảo. Kim yeah. Bảo. Người ta cho chúng ta hàm h rồi. Yêu cầu chúng ta vẽ hai cái endpoint của h trừ 1. Vậy thì cái tọa độ
Tọa độ này là mấy? Mấy đây? À, dạ 19. 19. Còn tọa độ này là mấy? Dạ 32. Rồi bây giờ chúng ta vẽ nó, chúng ta phải đảo ngược từng cái. 19 thì biến thành cái gì? À, 91. À, biến thành 91, tức là x bằng 9, y bằng 1. Làm đây. Rồi cái tọa độ thứ hai. 32 biến thành? À, dạ 23. 23. Đó, chúng ta chấm vào đây. Kiểm tra lại xem. Rồi chúng ta thấy nó có đối xứng không? Dạ có. Đấy, chúng ta nhìn coi là hai cái điểm này nó đối xứng với nhau này. Đối xứng. Và hai cái điểm còn lại chúng ta cũng thấy đối xứng nhau. Nếu chúng ta lấy điểm này, chúng ta cũng thấy nó đối xứng đâu với cái điểm mà 36 thì giờ thành 63. Đối xứng nhau đấy. Vậy là đối xứng nhau qua trục y bằng x. Rồi các bạn hiểu cái hàm ngược về mặt cơ bản và vẽ đồ thị như vậy để chúng ta vận dụng cho cái phần đại số 2 nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta xem coi là tìm cái hàm ngược thì như thế nào. Rồi thầy mời bạn Khải Đoan tìm hàm ngược cho thầy. Yeah. Bây giờ lúc nãy chúng ta học là từ một cái điểm x thông qua cái hàm f chúng ta tìm được y. Hàm ngược này chính là hàm gì? Y bằng gì? Y bằng 3x trừ 2. Bây giờ thầy muốn đi tìm cái hàm ngược của nó thì theo thì tìm như thế nào? Tìm như thế nào? Chuyển về đối dấu. Chúng ta thấy rằng bây giờ cái hàm ngược f trừ 1 này này thì có phải chúng ta đang xem cái y này là gì? Y là x. À, cái y này bây giờ nó trở thành cái input, tức là cái x. Được chưa? Cái y này bây giờ nó thành cái x. Vậy thì cái y này nó cũng thành cái x. Và cái x này thì nó sẽ bị biến thành cái gì? Y. Cái y không? Vậy nó là 3 gì? Ờ, 3 y trừ 2. Vậy thì chúng ta thấy cái hàm ở dưới đây này thì nó chính là hàm f trừ 1. Còn cái hàm ở trên nó chính là cái hàm f của chúng ta. Vậy thì cái cách mà chúng ta đi tìm hàm f trừ 1 thì chúng ta chỉ thay y bằng x, x bằng y thôi. Có phải lúc nãy chúng ta học là cái tọa độ là x y này nó nằm trên cái hàm f này. Thế bây giờ chúng ta chỉ cần lấy cái điểm đảo ngược nó trở thành y x. Đó, y x. Nghĩa là chúng ta xem cái y này nó chính là cái input và cái x này chính là cái output. Được chưa? Vậy thì chúng ta chỉ cần đảo x y lại thì chúng ta gọi cái hàm này là hàm ngược đó. Vậy thì chúng ta rút ra và chúng ta tìm được y của nó. Chúng ta chuyển trừ 2 qua thành x cộng mấy? Cộng 2 bằng 3y. Vậy là y sẽ bằng x cộng 2 chia 3. Phải chia nó qua. Vậy thì có được cái hàm. Học cho thầy cái hàm ngược nó là nhiều. Y bằng x cộng. X cộng 2 chia 3. À, cộng 2. Tất cả. Chia cho 3. Thì nó là hàm ngược. Rồi bạn nào đồng ý giơ tay thầy xem. Bạn nào đồng ý giơ tay. Thầy có thể chứng minh nó thêm một lần nữa để cho các bạn thấy rằng theo định nghĩa f trừ 1 của cái fx bắt buộc nó phải bằng x bằng chính cái này. Thì chúng ta sẽ kết luận cái hàm đó là hàm ngược. Bây giờ chúng ta muốn biết coi là cái hàm này có phải đúng là hàm ngược hay không. Thì chúng ta sẽ chứng minh như sau. Được chưa? Chứng minh. Bây giờ chúng ta xem là cái hàm fx của chúng ta đây. Chúng ta xem cái hàm ngược này. Chúng ta thế đúng vào đây. Chỗ nào có x thì chúng ta thay bằng cái cụm này. Tại vì thầy đang xem cái x này nó input mà. Nguyên cái này là input. Vậy thầy thế vào. Thầy thế vào nó là cái x này nó chính là 3x trừ 2. Rồi sao nữa? Thầy cộng cho 2 này. Chết màu thầy bị hết mực rồi.
Các bạn đợi thầy tí. 3x trừ 2. Đây, thầy thay cái 3x trừ 2 vào đây. Rồi thầy cộng cho 2. Thầy chia cho mấy đây? Khả đoán. Chia cho mấy? Dạ. Chia cho 3 đúng không? Dạ, chia 3. Ừ, chia cho 3. Bởi vì thầy xem cái này nó là cái x đấy. Thầy thấy vào. Thầy đơn giản thế thành mấy? 3x chia 3 là mấy? Dạ, còn x. Hả? À, vậy thì có phải là thầy mới thay thế vào đây này? Thầy thay thế vào đây. Cái hàm f của thầy nó là cái này. Bây giờ thầy thay toàn bộ cái fx này vào. Fx chính là cái gì? Là cái này này. Cái này có phải là cái cục fx không? Dạ. Đúng không đoán? Dạ đúng. Cái fx này nó chính là cái input của hàm f trừ 1. Vậy thì thầy có cái hàm f trừ 1 là x cộng 2. Thì cứ chỗ nào có x thầy thay bằng cái fx này vào. Mà fx của thầy là 3x trừ 2 cộng cho 2 chia 3. Vậy thì thầy đơn giản đi, còn đúng bằng x. Vậy thì nó ra đúng bằng cái x này. Theo đúng định nghĩa là nó quay về đúng cái điểm đó. Đấy. Rồi các bạn nào hiểu được cái chứng minh hàm ngược này giơ tay thầy xem. Chúng ta muốn kiểm tra cái tính chất mà chúng ta đảo như vậy mà nó vẫn là hàm ngược. Thì chúng ta cần phải chứng minh. Chứng minh rằng cái f trừ 1 của cái hàm fx này chắc chắn nó phải bằng x. Vậy thì thầy muốn chứng minh, thầy lấy vế trái. Cái này vế trái bằng. Thầy thay vào. Thầy xem coi đâu là cái hàm f trừ 1 thầy đã tìm nó này. Vì chỗ nào có x này thầy xem nó là cái cụm này là cái x của hàm trừ 1 nhá. Vậy là fx cộng cho 2 chia 3. Mà cái fx ở đây chính là cái này. Thầy thấy vào 3x trừ 2 cộng 2 chia 3. Thầy đơn giản đi, đúng bằng x, chính là bằng cái vế phải. Vậy thì cái hàm này chúng ta đang tìm là đúng. Rồi những bạn nào hiểu rồi giơ tay lên. Lúc nãy thầy làm hơi tắt nên thầy chứng minh ngược lại, chứng minh chậm lại cho các bạn thấy. Bởi vì cái hàm f trừ 1 này thầy đang xem cái này là input này. Cái cục x fx này là input đó. Này là input. Vậy thì cái input này thầy phải thấy vào đây. Fx 2 chia 3 bằng này. Rồi. Bạn An có thắc mắc gì không An? An? Không. Rồi, thầy không thấy phản hồi gì hết. Rồi. Ok. Mời bạn An. Ấn cho thầy cái này xem. Tìm f trừ 1 đó là gì? Nó sẽ là x cộng 7. Y bằng gì? Y bằng trừ 6. À, từ từ. À, chúng ta sẽ thay. Đổi. Chúng ta thay cái y. Cái này chúng ta xem nó là y này. Dạ. Yeah. Y bằng trừ 6 x. Trừ 6 x. Trừ 7. Đây là hàm fx. Bây giờ thầy muốn tìm hàm ngược là thầy thay y này bằng gì? Bằng x. Bằng x. Đảo ngược lại. Còn x thì thay bằng? Y. Y. Đó này thầy có trừ 7. Rồi. Suy ra. Thì chúng ta có là x cộng mấy? X cộng 7 chia cộng 7 cho. Chia cho? 6 trừ 6. Trừ 6. Thì nó bằng... sẽ bằng y. Rồi. Y. Vậy thì cái y ở dưới chính là y nói về cái hàm ngược thôi. Vậy là thầy ghi là x cộng 7 chia cho trừ 6. Rồi chúng ta thấy vào. Rồi mời bạn Quỳnh Giao. Quỳnh Giao. Dạ. Rồi đọc. Hàm f là y bằng gì đây? Y bằng 8x cộng 1. 8x cộng 1. Giờ chúng ta chuyển nó thành hàm ngược là gì? Y thay bằng? X bằng. X bằng. 8y cộng 1. 8y cộng 1. Rồi từ đây rút ra y bằng mấy đây? Dạ y bằng x cộng 1 chia 8. X trừ. À, x trừ 1. Trừ 1 chia. 8.
chia 8. Rồi, ta ra được cái này. Mời bạn Kim Bảo. Kim Bảo. Yeah, yeah. Đọc đây, y bằng. Y là bằng 5 phần 2. S. Cộng mấy? Cộng cho 4. 4. Giờ chúng thay. Y bằng. S. Nói nữa. Bằng 5 phần mấy? 5 phần 2. 5 phần 2. 5 phần 2 nhân gì? Nhân cho S. Sao S? Thay Y bằng S, S bằng Y chứ. Hàm ngược. Có hiểu chỗ này không Bảo? Dạ không, con nhận. Hả? Có hiểu không? Dạ. Sao nói yếu vậy? Rồi, vậy là chúng ta tìm ra được. S trừ mấy? S trừ 4. 4. Sao nữa? Nhân 2 phần 5. À, nhân 2 phần 5. Nhân 2 phần 5. Được chưa? Rồi, vậy là chúng ta kết thúc được cái khái niệm về hàm số cơ bản. Thì trong đó có khái niệm căn bản là về hàm ngược. Thì các bạn phải hiểu cái này thì các bạn mới học tiếp được các vấn đề về hàm số nha các bạn. Các bạn không hiểu là sẽ không có giải quyết được. Rồi, bây giờ thầy sẽ... Thôi, chắc là thầy hôm nay thầy cho các bạn